Mới đây, Tòa án huyện Đô Giang Yển ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc công bố họ giữ nguyên phán quyết trong vụ việc bé gái 8 tuổi ngã tử vong vì bắt chước phim hoạt hình Bunny Bears, chú gấu Bunny. Theo đó, ekip sản xuất phim này phải chịu 10% trách nhiệm. Theo hồ sơ vụ án, tháng 7 năm 2018, bé gái 8 tuổi khi đang chơi với bạn tại căn hộ trên tầng 6 đã bắt chước cảnh leo núi mà mình từng xem trong phim chú gấu Bunny nên dùng dây trèo qua cửa sổ để xuống ban công một căn hộ ở tầng 2. Tuy nhiên, do không nắm chắc được sợi dây nên cô bé trượt tay và ngã xuống. Người cha sau khi trở về nhà mới tá hỏa tìm kiếm và phát hiện con gái đang nằm trên một ban công và lập tức đưa tới bệnh viện. Nhưng do bị thương quá nặng, cô bé đã qua đời sau 3 ngày điều trị. Gia đình nạn nhân đã đâm đơn kiện đơn vị sản xuất bộ phim hoạt hình, đòi số tiền bồi thường là 600.000 nhân dân tệ. Đến tháng 5 năm 2019, Tòa án Đô Giang Yển ra phán quyết người cha phải chịu phần lớn trách nhiệm về cái chết của con gái vì đã để cô bé cho người vợ bị thiểu năng trông coi trước khi tai nạn xảy ra. Đối với phim hoạt hình chú gấu Bunny, mặc dù đã hiển thị trên màn hình cảnh báo người xem không bắt chước theo nhân vật, nhưng tòa án cho rằng điều đó vẫn không đủ sức cảnh báo về độ nguy hiểm. Do đó, ekip phim bị quy 10% trách nhiệm trong vụ việc. Tuy nhiên, đơn vị sản xuất phim chú gấu Bunny kháng cáo nên vụ việc bị trì hoãn một thời gian dài. Đến ngày 8 tháng 1 vừa qua, tòa án Đô Giang mới công bố rằng họ giữ nguyên phán quyết ban đầu. Được biết, ekip phim đã chọn cách dàn xếp với cha mẹ bé gái bằng cách đền bù một khoản tiền. Theo truyền thông Trung Quốc, hơn một thập kỷ qua, nhiều bộ phim hoạt hình của nước này đã bị xóa hoặc sửa chữa nội dung, thậm chí là đơn vị sản xuất phải bồi thường vì vướng phải những tranh tụng pháp lý với các phụ huynh. Điển hình là hồi tháng 3 năm 2018, một cô bé 5 tuổi ở Tân Cương cũng bị thương nặng khi cầm ô nhảy từ cửa sổ căn hộ ở tầng 11 và đáp xuống ban công của nhà ở tầng 4 vì bắt chước theo phim. Kể từ đó, phim hoạt hình Trung Quốc không còn dám chiếu cảnh các nhân vật sử dụng ô để bay xuống từ trên cao. Hay năm 2013, nhà sản xuất phim hoạt hình Pleasant Goat and Big Big Wolf phải trả 40.000 nhân dân tệ tiền bồi thường sau khi một trẻ 10 tuổi trói hai em nhỏ tuổi hơn vào cây và châm lửa đốt. Theo tòa án, hành động này bắt chước theo phân đoạn chó sói cố ăn thịt những con dê xuất hiện trong phim. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng bên cạnh việc quy trách nhiệm của các đơn vị sản xuất phim hoạt hình cũng cần phải rung lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ trong việc chăm sóc và giám sát con trẻ, nhất là khi chúng tiếp xúc với phim ảnh. Tương tự, dù được giới phê bình đánh giá cao, phim hoạt hình Rainbow Cat and Blue Rabbit, Legend of the Seven Swords với cảnh động vật biểu diễn võ cung phu bị cấm phát sóng vào năm 2007. Lý do là một blogger và một số phụ huynh phàn nàn rằng nó quá bạo lực. Vụ việc cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi về mức độ trách nhiệm của cha mẹ khi giám sát con trẻ theo dõi các chương trình truyền hình. Anime Impress, một blogger làm việc trong ngành sản xuất hoạt hình cho hay, phim hoạt hình ngày nay quá dễ bị đổ lỗi trước tòa, trong khi vấn đề thực sự là nuôi dạy con cái kém. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn đặt điện thoại xuống và dành thời gian cho con cái, dạy chúng đúng sai, người này viết. Phán quyết gần đây cũng làm dấy lên lo ngại về tương lai của ngành công nghiệp hoạt hình nội địa mỏng manh ở Trung Quốc, vốn đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ nước ngoài. Giang Hanshu, người sáng lập D Entertainment, trang web tin tức về ngành hoạt hình của Trung Quốc, cho rằng phán quyết của tòa án sẽ khiến người sáng tạo phải thận trọng hơn và gia tăng rủi ro khi các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm cho điều họ không làm. Phim hoạt hình hấp dẫn vì chúng sáng tạo, quá nhiều cảnh báo hoặc bám sát 100% thực tế sẽ làm mất đi sức hấp dẫn của chúng. Thay vào đó, các bậc cha mẹ nên giải thích cho con cái họ hiểu sự khác biệt giữa phim và đời thực, Giang nói.